Cách thứ nhất đó là quan sát qua bao bì và các cái thông tin ghi trên bao bì của sản phẩm chết. Thứ nhất là chúng ta nhìn lên trên cái gói chết như thế này thì chúng ta thấy chữ chết 50WG. Ngay phía dưới nó có cái khung hình khói có logo Syngenta, có cái hạt và lá mầm cách điệu như thế này. Về cái thành phần bên trong thì chúng ta nhìn thấy là cái thành phần nó thuộc cái nhóm thuốc 9B, gốc thuốc trừ sâu. Thành phần là bimetrozine 500g trên kg, phụ gia là 500g trên kg. Công dụng là đặc trị rầy nâu, bỏ phấn, rầy phấn trắng, rầy lưng trắng hại lúa và bỏ trĩ, rầy bông hại xoài. Về thông tin sản phẩm thì chúng ta có thể liên lạc với số 028 377 56200. Hỗ trợ sơ cấp cứu thì chúng ta liên hệ với số 028 357 56288. Có một cái yêu cầu là phải đọc kỹ nhãn phụ kèm theo trước khi sử dụng. Về nhận diện sản phẩm của Syngenta thì chúng ta gửi tin nhắn đến tổng đài 8079. Cách thứ hai đó là chúng ta nhắn tin xác nhận cái mã code qua tổng đài 8079. Chúng ta sẽ nhìn qua cái mã vạch ha. Cái mã vạch nó nằm ngay phía dưới cái góc phía sau như thế này. Đây là cái mã vạch. Và chúng ta nhìn như thế nào để biết cái mã vạch này và chúng ta gửi cái tin nhắn. Thì ngay trên cái mã vạch này chúng ta thấy nó có 10 cái ký tự gồm chữ và số. Thì ở đây nó có chữ B, D, G, H, W, K, A, 1, G, G, C. Và như vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái điện thoại của mình ra. Và điện thoại có thể mình dùng smartphone cũng được và điện thoại thường cũng được. Chúng ta sẽ chọn vào mục tin nhắn ha. Chọn vào mục tin nhắn và mình chọn ở trên là cái 8079 là cái tổng đài, cái nơi để chúng ta gửi. Thì chúng ta phải chọn tin nhắn là gì ạ? GM khoảng cách, GM khoảng cách B, D, G, B phở, D, G, H, W, K, A, chữ H, W, K, A, 1, G, G, C, 1, G, G, C. Chúng ta viết thường cũng được mà viết in cũng được ha. Sau đó chúng ta sẽ gửi tới tổng đài 8079. Thì tổng đài sẽ hỏi chúng ta là gửi cái tin nhắn này thì mất một khoản phí, chúng ta có đồng ý hay không? Với tin nhắn này khi chúng ta gửi chúng ta sẽ mất 500 đồng và chúng ta sẽ đồng ý gửi. Sau đó chúng ta chờ khoảng chừng 5 tới 10 giây. Đó. Và đây. Và bắt đầu thì bây giờ chúng ta nhận được một cái thông tin từ cái tổng đài gửi về đây. Như vậy là chúng ta nhận lại cái tin nhắn này ha. Tin nhắn là sản phẩm có mã số BDGH W A1 GGC là của Syngenta. Chúc bạn một vụ mùa bội thu. Cảm ơn đã mua hàng của Syngenta. Đó là cái cách chúng ta xác định qua cái tin nhắn mã QR code. Cách thứ ba đó là quét mã code bằng smartphone. Đối với cái quét mã vạch này thì cũng là ngay chỗ cái khung này, ngay cái khung hình khói này ha. Thì chúng ta mở cái điện thoại mình lên. Điện thoại mình có cài một cái app đó gọi là cái app trình quét mã vạch ha. App trình quét quả mã vạch. Thì chúng ta đưa cái camera vào ngay chỗ cái vị trí này, ngay vị trí này nó sẽ hiện ra và nó hiện ra đây. Nó hiện ra trong đó nó có thứ nhất là một cái dãy số phía trước là cái dãy mã của cái QR code và chúng ta nhìn 10 cái ký tự sau cùng. 10 ký tự sau cùng nó có là B D G H W K A 1 G G C là sản phẩm của Syngenta. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào đây. Ở dưới nè, ngay dưới này nó có một cái hình B D G H W K A 1 G G C thì nó trùng khớp với lại cái gói của chúng ta. BDGH WKA1GGC thì đó là cái sản phẩm của Syngenta, hàng chính hiệu, gói chết chính hiệu của Syngenta. Như vậy hiện nay đối với cái gói chết này thì chúng ta có 3 cách để nhận dạng. Cách thứ nhất là chúng ta nhìn bằng mắt thường từ trên xuống. Cách thứ hai là chúng ta nhắn tin tới tổng đài 8079 xài bằng điện thoại thường. Nếu như chúng ta xài smartphone thì chúng ta chỉ cần quét cái mã vạch ngay chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả ngay tức khắc. Như vậy thì đó là 3 cách nhận dạng về gói chết của Syngenta.